hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ và huyện Kim Động. Trường hợp thứ nhất sinh năm 1984 là vợ của bệnh nhân 551.348 ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tự ý đi bán hàng tại Hà Nội trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. Sau khi chồng có kết quả xét nghiệm dương tính, trường hợp này được cách ly tại Đại học Công đoàn Cơ sở 2 từ tối ngày 7 tháng 9. Sáng 10 tháng 9 có kết quả xét nghiệm dương tính. Trường hợp thứ hai sinh năm 1991 là lái xe ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Ngày 29 tháng 8 có đến Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên làm xét nghiệm trong khoảng thời gian có 2 F0 là lái xe người Thanh Hóa. Được cách ly tập trung từ ngày 30 tháng 8, xét nghiệm lần 4 dương tính. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên có 248 ca bệnh, còn 12 ca đang điều trị. Huyện Yên Mỹ là địa phương có nhiều ca bệnh nhất.